Ở tiết học trước, các em đã tìm hiểu về bài khoa học ánh sáng. Hôm nay, thầy rất vui cùng đồng hành các em trong bài khoa học tiếp theo, đó là bài bóng tối. Các em hãy chuẩn bị sách giáo khoa, tập vở và quan sát theo dõi bài học ngày hôm nay. Đố các em, nhờ đâu chúng ta có thể nhìn thấy được mọi vật? Đó là nhờ có ánh sáng. Các em hãy quan sát bức tranh sau và cho biết mặt trời chiếu sáng từ phía nào trong hình, bóng của người xuất hiện ở đâu? Qua quan sát tranh, ta có thể thấy bóng của người ngã về đằng sau và về phía bên trái. Có nghĩa là mặt trời chiếu sáng từ phía bên phải của hình. Mặt trời chiếu sáng từ phía bên phải của hình, bên trái là bóng của các bạn học sinh đang tập thể dục. Bóng của người xuất hiện ở phía sau người vì có ánh sáng mặt trời chiếu xuyên từ bên phải xuống. Vậy, bóng của các bạn học sinh đang tập thể dục ta gọi là đó là bóng tối. Vậy, theo em, vật nào là vật chiếu sáng và vật nào là vật được chiếu sáng? Mặt trời là vật chiếu sáng và người là vật được chiếu sáng. Chúng ta bước vào hoạt động đầu tiên của bài học ngày hôm nay, tìm hiểu về bóng tối. Các em hãy quan sát và dự đoán thí nghiệm sau. Để thực hiện được thí nghiệm này, các em cần chuẩn bị một tờ bìa, một quyển sách và một đèn pin. Các em hãy chiếu đèn pin vào quyển sách. Có hiện tượng gì xảy ra? Sau đó các em hãy thay quyển sách bằng vỏ hộp, thì bóng tối xuất hiện ở đâu? Khi chiếu đèn pin vào quyển sách, bóng tối xuất hiện nằm phía sau quyển sách. Bóng tối có hình dạng giống quyển sách. Khi thay bằng vỏ hộp, bóng tối cũng xuất hiện đằng sau vỏ hộp. Bóng tối cũng có hình dạng giống vỏ hộp. Vậy, theo em, ánh sáng có truyền qua được quyển sách hay vỏ hộp hay không? Như tiết học trước, các em học bài ánh sáng, thì ánh sáng không thể truyền qua được quyển sách hay vỏ hộp. Vậy những vật không cho ánh sáng truyền qua ta gọi là gì? Những vật không cho ánh sáng truyền qua ta gọi đó là vật cản sáng. Bóng tối xuất hiện ở đâu? Và khi nào bóng tối xuất hiện? Như ở các thí nghiệm trên, các em đều thấy bóng tối đều xuất hiện ở phía sau vật cản. Bóng tối chỉ xuất hiện khi vật cản được chiếu sáng. Từ những thí nghiệm trên, ta đưa ra kết luận như sau. Khi gặp vật cản sáng, ánh sáng không truyền qua được, nên phía sau vật có một vùng không nhận được ánh sáng truyền tới, đó chính là vùng bóng tối. Các em hãy đọc ghi nhớ lại một lần nữa. Chúng ta sang hoạt động số 2, tìm hiểu sự thay đổi về hình dáng, kích thước của bóng tối. Các em quan sát trên màn hình thí nghiệm sau. Khi nguồn sáng chiếu vào nằm ở phía trên của bút bi, thì bóng của bút bi ngắn lại và nằm ở phía dưới chân bút bi, như các em quan sát trên màn hình. Khi di chuyển nguồn sáng về phía bên tay phải,
thì bóng của bút bi dài ra và ngã về phía bên tay trái. Ngược lại, khi ta chiếu nguồn sáng về tay trái của chiếc bút bi, thì bóng của vật dài ra và ngã về phía tay phải. Ta đưa ra kết luận, khi thay đổi phương chiếu sáng của vật chiếu sáng đối với vật cản sáng, thì bóng của vật thay đổi về hình dạng và kích thước. Từ thí nghiệm trên, ta đưa ra các kết quả như sau. Khi chiếu đèn pin ở phía trên chiếc bút bi, thì bóng của bút bi ngắn lại ở dưới chân bút bi. Khi chiếu đèn pin ở phía bên phải chiếc bút bi, thì bóng của bút bi dài ra và ngã về phía bên trái. Khi chiếu đèn pin ở phía bên trái của chiếc bút bi, thì bóng của bút bi dài ra và ngã về phía bên phải. Vậy, có thể làm cho bóng của quyển sách trên tấm bìa to hơn bằng cách nào? A. Dịch quyển sách lại gần tấm bìa. B. Dịch bóng đèn lại gần quyển sách. C. Dịch tấm bìa lại gần quyển sách. D. Dịch bóng đèn ra xa quyển sách. Để làm cho bóng của quyển sách trên tấm bìa được to hơn, chúng ta phải làm như sau. Chúng ta sẽ dịch bóng đèn lại gần quyển sách. Khi đó, khoảng cách giữa đèn và quyển sách ngắn thì bóng của vật sẽ ngã về phía sau to hơn. Có thể làm cho bóng của quyển sách trên tấm bìa to hơn bằng cách dịch bóng đèn lại gần quyển sách. Khi chiếu đèn ở những vị trí khác nhau, thì bóng của chiếc bút bi có hình dáng và kích thước khác nhau. Bóng của một vật thay đổi khi vị trí của vật chiếu sáng đối với vật đó thay đổi. Kết luận, khi gặp vật cản sáng, ánh sáng không truyền qua được, nên phía sau vật có một vùng không nhận được ánh sáng truyền tới, đó chính là vùng bóng tối. Do ánh sáng truyền theo đường thẳng, nên bóng của vật phụ thuộc vào vật chiếu sáng hay vị trí của vật chiếu sáng. Vậy, bóng tối có những ứng dụng gì trong đời sống của chúng ta? Trên màn hình, các em quan sát, đó là một số hình ảnh minh họa cho ứng dụng của bóng tối, đó là ứng dụng rửa ảnh. Ngoài ra, bóng tối còn có ứng dụng khác, đó là làm chữ nổi. Đây cũng chính là ứng dụng độc đáo của bóng tối. Người ta ứng dụng đặc điểm của bóng tối để chế nên những dòng chữ nổi cho thương hiệu của mình. Khi ánh sáng chiếu vào dòng chữ, chúng ta thấy chữ có những hiệu ứng rất đẹp, làm thu hút khách hàng. Bài khoa học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã tham gia tiết học. Chào tạm biệt và hẹn gặp các em ở tiết học tiếp theo.